Nhắc đến thời đi học mình mới nhớ kiểm tra miệng là một cái trò khốn nạn vãi. Tại sao lại có kiểm tra miệng? Ý nghĩa của nó là gì? Mục đích của nó là chi? Để kiểm tra học sinh có học bài hôm trước ư? Không, bởi vì nếu là thế thì phải gọi cả lớp lên chứ không phải chỉ có 2-3 người. Sao? Không có thời gian để gọi cả lớp lên á? Thế thì đừng có làm. Mục đích gì nữa nhỉ? À, để học sinh có cơ hội gỡ điểm đúng không? Thế thì đừng gọi tên tôi. Tôi đéo có nhu cầu gỡ điểm. Mình không biết các bạn thế nào, nhưng mà đối với mình thì cứ mỗi lần mình lên gỡ điểm là ý đi rằng điểm toàn kém hơn lần trước, nhất là môn hóa. Đừng viện hôm trước 1 điểm đúng không? Hôm nay cho cơ hội lên gỡ nhé. Học hành thế à? Không điểm, về chỗ. Mình căm thù môn hóa. Không có ý gì với những bạn thích học hóa đâu. Mình ghét nó là bởi vì bà giáo viên dạy hóa cấp 2 của mình từng tát mình 2 phát vì không làm được bài. Mình ghét đến nỗi mà ngày đầu tiên lên bảng, ngày thứ hai vứt sách hóa vào sọt rác. Và từ cái ngày đó mình đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ học hóa nữa. Và thực tế cái môn này mình chả biết cái gì ngoài H2 cộng O2 bằng H2O cả. Sai rồi, là 2H2O. Nhầm được chưa? Sao mà ghét thế chứ? Trở lại vấn đề kiểm tra miệng. Tại sao nó lại khốn nạn? Bởi vì nó không phục vụ được mục đích là kiểm tra kiến thức của tất cả học sinh. Thế nên nó không đảm bảo được tính công bằng. Chắc chắn sẽ có những người học rồi nhưng lại không được gọi lên bảng. Hoặc là những người chưa học nhưng lại bị gọi. Đờ mờ thằng kia được gọi lên bảng, sướng vờ lờ. Đờ mờ thằng kia đéo bị gọi lên bảng, sướng vờ lờ. Còn đâu là công bằng? Tại sao lại chỉ có mỗi mình điểm không? Tại sao? Nhân tiện nói về điểm số, hồi trước lên bảng mình cũng nhiều điểm không lắm. Kiểm tra miệng nhá. Con cầu trời, con thầy Phật. Trần. Con thoát lần này, con sẽ. Đức. Không thủng du nữa. Nam. Đen vã. Đùa số may vừa là. Thật ra tính cả rồi. Ông nghĩ tôi là ai? Chết tết đeo nó được. Đưa việc mất trật tự, không điểm. Kiểm tra miệng nhé. Trần Đức Việt lên bảng. Đức Việt đâu rồi nhỉ? Em thưa cô, bạn bạn Đức Việt bạn ấy bị ốm ạ. Ốm là thế nào? Rõ ràng hôm nay tôi thấy nó đứng nhảy dây với mấy đứa con gái ở dưới sân mà. Hay là nhảy ngu quá phải vào viện nhỉ? Được rồi, về anh lên. Thôi, nói chung là Đức Việt nhảy dây ngu không điểm. Kiểm tra miệng nhá. Trần Đức Việt lên bảng. Em hãy cho tôi biết. Câu là giật tờ. Thì cô vừa bảo kiểm tra miệng nên em vừa mới há mồm ra mà. Đây này. Lung thị linh lên bảng. Em thưa thầy, hôm nay em hơi bị khản giọng. Không nói được ạ. Ồ thế à? Sao không nói sớm? Khổ thân chưa? Thôi em về chỗ đi. Vâng, em cảm ơn ạ. Chú ý giữ gìn sức khỏe em nhé. Khốn nạn. Trần Đức Việt lên bảng. Em hãy cho biết. Em thưa thầy, thực sự là em hôm nay rất muốn được trả lời bài. Nhưng mà tối qua mẹ em ốm rất nặng, suýt nữa phải vào viện. Nên em phải ngồi cả đêm bên máy tính để chăm sóc mẹ. Giờ không biết bệnh tình thế nào nữa. Không điểm về chỗ. Kiểm tra miệng nhé. Em ạ. Kịch này giật tay mình ghê. Bài này học rồi. Rồi, Đức Việt lên bảng. Yes.
Đọc thuộc lòng điệp khúc buồn trông trong bài thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích. Em xin đọc ạ. Buồn trong cửa sổ bờ mương, thuyền ai lấp ló cái buồm xa xa. Buồn trong lọ nước cắm hoa, bông trôi tan nát biết bà về đâu. Buồn trong nhổ cỏ làm dầu, chân tay mặt mũi một màu kinh kinh. Buồn trong ngắm gái một mình, ầm ầm tiếng đóng nhau bên ghế ngồi. Ghét kiểm tra miệng. Khiến tôi và tất cả các huấn luyện viên của những khán giả cảm thấy rất là ấn tượng. Chiều hè đã sống lại. Em cảm ơn chị ạ.